Thưa quý vị và các bạn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Một trong những điểm đáng chú ý trong quy định này đó là đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không xử lý nội bộ cụ thể nếu bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ và nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung mức độ tính chất tác hại nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét và xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Đảng viên vi phạm pháp luật đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật thì tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý về chính quyền.